khi xem nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube và TikTok của tôi nhé. Ngoài ra các bạn có thể kết bạn tài khoản Facebook và Twitter để theo dõi tranh vẽ của tôi nha. Tao vẫn chả hiểu nổi mục đích nhắm tới của hai con ma đó là gì, với cả bằng cách nào mà chúng nó biết được số điện thoại của chúng ta. Có thể trước đó chúng nó đã hóa thành một trong tất cả chúng ta để moi thông tin, tức là lá bùa đen có thể chỉ vừa mới dán thôi. Để diệt được chúng nó, trước tiên nên giải mã cơ chế hoạt động của lá bùa và tìm ra được ai là người đã ráng lá bùa đen đó. Tao, Takeomi và Sang Yu sẽ đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Còn Mochi với Kakucho sẽ làm thay nhiệm vụ cho Ran và Rindo. Kokonoi, mày sẽ ở lại để giúp Ran. Được thưa sếp. Được rồi, bắt đầu đi. Cơn sốt giảm được nhiều rồi nè Rindo. Nếu nghỉ ngơi từ giờ tới hết ngày mai chắc chắn là em sẽ khỏi ngay thôi, thật là mừng quá. Còn ma đó, em không hiểu tại sao nó lại xin lỗi em nữa. Nếu câu xin lỗi đó có trong kế hoạch của chúng nó thì cũng chẳng có tác dụng gì để mà nói ra. Có khi nào câu xin lỗi đó là thật lòng không? Em đang nói cái gì vậy? Nó có xin lỗi em à? Vâng, có một thứ em vẫn đang loay hoay từ lúc Sang Du giải thích kế hoạch của bọn nó tới giờ, đó là rốt cuộc con ma giả dạng anh đã ở đâu và làm gì kể từ khi nó giả bộ mất tích tới tận lúc nó xuất hiện ngoài mưa chứ? Tại sao nó không giết em ngay lúc con ma giả dạng sếp đang đuổi bọn ma ăn thịt vào lại trong phòng? Hơn nữa, con ma giả dạng sếp có thể giết em ngay lúc em cùng nó đi xuống tầng hầm mà. Sao phải đợi tới lúc em xem cái hòm đựng xương? Có khi nào nó vẫn chưa thực sự muốn giết em tại thời điểm đó không? Anh muốn hỏi em một câu, em chỉ nhìn thấy lá bùa đen đó ở mặt đằng trước cái cây thôi đúng không Rin đâu? Dạ đúng rồi. Vậy tức là chúng ta vẫn chưa biết được mặt đằng sau có dán lá bùa. Hơn nữa, nếu lá bùa đen đó có thể hủy diệt một con ma nhanh tới nỗi em quay ngay ra sau không thấy gì thì lá bùa này chắc tầm cỡ sức mạnh vũ trụ rồi. Anh nói em mới để ý đấy, lúc con ma ăn thịt bị lá bùa vàng ngăn lại nó còn tan biến từ từ, kể cả lá bùa đen có mạnh cỡ nào thì đâu thể dễ dàng diệt hai con ma mạnh như thế nhanh tới nỗi vậy được chứ. Vậy là điều này có thể khẳng định rằng hai con ma giả dạng chưa chết đâu. Thực ra thì nếu em mà không bị thương thì chắc chắn anh sẽ không tin vụ có ma trong căn biệt thự đó đâu. Anh có cảm giác như chúng nó đang cố tình tấn công em để dụ bọn anh vào căn biệt thự vậy. Cũng chỉ dán có một mặt trước của cái cây đúng không? Nhỡ đằng sau cái cây chúng nó có thể tẩu thoát được thì sao? Nếu như vậy thì tức là nó không sợ chúng ta sẽ báo cho bên pháp sư để xử lý chúng nó sao? Có thể do chúng ta là tội phạm nên chúng nó mới nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gọi cho pháp sư tiêu diệt giùm mà thay vào đó là tự mình giải quyết, nhưng công nhận điều đó đúng thật. Phải rồi anh hai, em nhận ra một điều là cái câu chuyện con ma giả dạng anh kể chuyện rất trùng hợp với mọi diễn biến đã xảy ra đối với ba bọn em ngay cả khi chúng nó đã thay đổi kế hoạch. Đầu tiên là dựng lên vụ hai người mất tích rồi cả ba người còn lại chạy ra khỏi căn biệt thự. Nếu ba bọn em bị giết ngay lúc chia nhau ra tìm anh thì chắc chắn sự việc mà con ma đó kể là ba người bọn em chạy ra khỏi biệt thự là không diễn ra. Vậy tức là việc ba bọn em chạy đề căn cứ có thể chính là kế hoạch của chúng nó. Vậy nghĩa là việc thay đổi kế hoạch chính là mục đích ban đầu của chúng nó, chứ không phải để cho ba bọn em làm chúng nó thay đổi kế hoạch, có đúng không? Chúng nó cố tình dàn dựng lên như vậy để chúng ta hiểu lầm là chúng nó đã tự làm hủy kế hoạch của mình mà phán đoán sai và yên tâm vì đã trốn thoát được. Vâng, đúng như vậy. Vậy tức là chúng ta đã rơi vào bẫy của chúng nó rồi. Vậy thì anh đừng vào căn biệt thự đó tiêu diệt chúng nó nữa. Nếu biết chúng ta đang bị nó dụ thì vào sẽ nguy hiểm lắm. Đừng lo lắng Rin đâu, anh sẽ về nhanh thôi. Anh còn có Kokonoi đi chung mà, em yên tâm đi. Nếu anh mà không đi thì cũng chưa chắc được chúng nó sẽ không quay lại để giết chúng ta đâu, vì bọn em đã biết được khả năng thực sự của chúng nó rồi. Ngủ ngon nhé Rin đâu, anh đi đây. Đó cũng chỉ là theo suy đoán của mình cũng không chắc đằng sau cái cây chưa dán bùa, nhỡ mặt đằng sau cũng dán thì tốt biết mấy. Cơ mà nếu như vậy tức là lá bùa này chỉ có thể chặn bọn ma được chứ không tiêu diệt được, vì khi Rindo quay lại không hề thấy chúng nó tan biến mà thay vào đó lại là biến mất. Cơ chế hoạt động của lá bùa mình cũng không rõ cho lắm. Chỉ có một lá được dán ở trước cái cây thì mình đang thắc mắc rằng nó ngăn chặn con ma kiểu gì. Nếu như chặn được con ma mạnh và thông minh như vậy thì chỉ có hai trường hợp hoạt động.
Một là sức mạnh của lá bùa đó kéo dài tới vô tận và điều này khá là vô lý. Hai là sẽ có một lá bùa nữa dán đối diện để hút sức mạnh của nhau mà tạo nên một dây chuyền phép. Theo mình là xác suất rơi vào trường hợp 2 cao hơn bởi nó hợp lý hơn. Nhưng nếu nó rơi vào trường hợp 2 thì rốt cuộc lá bùa thứ 2 nằm đối diện nó đã dán ở khoảng cách xa tới nỗi nào mà cả ba đứa chúng nó không hề để ý nhỉ? Không, trời tối và mưa to quá che chắn tầm nhìn nên vậy. Không thể như thế được, nếu che chắn được tầm nhìn của Rindu thì không dễ. Rindu có bảo thứ nó để ý đầu tiên của lá bùa đó là những vạch màu đỏ bên trong lá bùa. Vậy tức là nó có thể phát sáng trong bóng tối một cách khá yếu. Mình đang thắc mắc sao Kokonoi và Sanju chạy trước Rindu mà sao lại không phát hiện ra có lá bùa được dán ở cái cây ven đường như thế chứ. Kể cả không để ý kỹ nhưng với luồng ánh sáng yếu màu đỏ phát ra trong một môi trường tối như vậy cũng là một tâm điểm chú ý rồi. Tại sao chỉ có Rindu nhìn thấy mà hai đứa nó đi trước lại không nhìn thấy? Hơn nữa tại sao Rindu lại không thấy lá bùa đối diện ở đâu? Khó nghĩ quá. Ủa Sanju, tao tưởng mày đi cùng với sếp đi làm nhiệm vụ rồi. À, tao quên vài thứ nên quay lại để lấy ấy mà. Eran, tao tìm thấy chỗ bán lá bùa đấy rồi nè. Ủa Kokonoi, mày đã tìm thấy rồi sao? Nhanh ghê ha. Thấy tao thông minh không? Tao đã dành hẳn 40 phút để tìm cho mày ở trên mạng xã hội đấy Rang. Mày nên cảm ơn tao đi. Mày giỏi ghê nhỉ. Cảm ơn mày nha Kokonoi. Trời ơi, chuyện thường thôi. Dăm ba mấy thứ tìm tòi trẻ con này sao làm khó được tao chứ. À mà nhớ trả phí cho tao đấy. Được rồi, tao sẽ trả đủ cho mày khi tao đi tiêu diệt bọn ma xong ha. Ok, vậy giờ tao đi về phòng làm một giấc đây. Ơ khoan đã, mày đi đâu đấy? Mày phải đi cùng tao vào căn biệt thự nữa. Ủa gì? Sao tao lại phải đi với mày chứ? Sếp giao nhiệm vụ cho mày là giúp tao việc tiêu diệt bọn ma còn gì nữa. Mày phải đi cùng tao thì tao mới biết được đâu là căn phòng của bọn ma mà tiêu diệt chứ không lẽ tao phải mò từng phòng một à. Ừ ha, mày nói cũng có lý nhưng mà tao không đi đâu. Mày đi một mình đi. Tại sao thế? Mãi tao mới thoát ra được an toàn nên tao không ngu vào lại đó đâu. Với cả sếp chỉ bảo tao giúp mày thôi chứ đâu bảo tao sẽ đi cùng mày vào căn biệt thự chứ. Bỏ tao ra Rang. Tao sẽ không bao giờ bỏ khi mày không chấp nhận cùng tao đi vào căn biệt thự đâu. Sếp giao phó cho mày, mày phải có trách nhiệm chứ. Bộ mày không nghĩ đến cái cảnh tao đang mò vào từng căn phòng tìm bọn ma, nhỡ đang mò cái đúng phòng đấy mà nó thi nhau lao ra rồi ăn thịt tao như chim mổ xác thì sao? Mày thương người tí đi chứ. Thì mày dán bùa trước tất cả căn phòng là được. Không được đâu, lá bùa làm gì mà có nhiều thế. Nhỡ dán hết cửa phòng rồi lấy đâu ra bùa nữa mà bắn chúng nó. Đi cùng tao đi mà năn nỉ mày đấy Kokonoi. Tao không quan tâm, tao sẽ không bao giờ vào lại căn biệt thự đó một lần nào nữa đâu. Mày tự xử đi. Không, mày phải đi với tao. Thả ra rách quần tao giờ. Rách thì kệ mày chứ liên quan gì tới tao. Tao mà bị làm sao thì Rindu bé bỏng của tao sẽ buồn lắm đấy, đi cùng tao đi mà. Không là không, mày phiền thật đấy Rang. Này Kokonoi đẹp trai thế nhờ, đẹp nhất từ trước tới nay luôn ấy. Đừng có nịnh tao, tao sẽ không ngu vào đó nữa đâu. Tao sẽ trả tiền cho mày mà đi đi. Nếu có tiền thì phải đi chứ sao giờ. Mày đùa tao đấy à? Đùa gì mày? Do không biết cách nâng cao giá trị bản thân nên chúng mày mới nghèo kiếp xác vậy đấy. Vậy nhá, tí giết bọn ma xong đưa tao gấp đôi số tiền ban đầu là được. Giờ tao đi thay đồ đây, cứ ra xe chờ tao đi. Đậu phộng, tiền dưỡng tóc của tôi. Mày nhớ bớt lại cho tao một chút đi Kokonoi chứ tao còn phải để chăm sóc tóc của tao nữa. Tao không cần biết, tao đòi bao nhiêu trả bấy nhiêu, không thì tao cắt lương cả năm. Ấy đừng mà, tao chỉ nói đùa thôi, tao sẽ trả đủ tiền cho mày mà. Thế thì tốt. Đi theo tao làm gì? Tao bảo mày ra xe đợi tao trước rồi mà. Tại tao hơi tò mò phòng mày một chút nên muốn xem nó như thế nào ấy mà. Muốn xem thì nói ngay từ đầu đi lại, còn cứ đi sau tao. Nhìn sợ muốn chết, tưởng mày là ma không ấy. Ha ha, mày ảo tưởng quá rồi đấy. Đường đường là một thành viên chức cao của Phạm Thiên mà lại sợ mấy thứ trẻ con này. Mày thì biết cái gì mà nói, ma có làm được gì nó đâu mà chả sợ. Mày không thấy nó tấn công em trai mày ra nông nổi đấy à mà còn cười như thế.
May sao mấy con ma giả dạng chết rồi đấy, không thì mày còn mơ mới có cơ hội mà tiêu diệt được bọn nó mà cười tươi như vậy. Mấy con ma giả dạng đó khả năng cao chưa chết đâu. Nãy tao với Rindou vừa phân tích một chút, nếu nó chết rồi thì ít nhất khi quay ra sau Rindou phải thấy nó tan biến chứ đâu biến mất như vậy. Khéo nó còn trốn ở đâu rồi cũng nên. Ha ha, nhưng không sao, có Coconoi đi chung rồi sẽ tìm được lá bùa mạnh hơn lá bùa đen đó rồi diệt bọn nó thôi. Mày giỏi tìm tòi lắm mà đúng không? Không có Coconoi khéo giờ tao cũng đang đau đầu vì tìm lá bùa đây, mày đúng là giỏi ghê luôn ấy chứ. Mày đứng ở đó làm cái gì vậy? Mày nói cái gì cơ? Bọn ma giả dạng đó chưa chết. Đúng rồi, 70% là như thế. Mày vẫn còn đúng rồi được nữa hay sao hả Rang? Nó còn sống là nguy hiểm như thế nào mày có biết không? Tao chỉ tìm được mỗi lá bùa vàng thôi vì nghĩ bọn giả dạng đã chết rồi. Bây giờ tìm lá bùa đen thì tìm bằng cách nào trong khi tao chưa từng nhìn nó qua bao giờ hả? Đáng ra mày phải nói cho tao ngay từ đầu chứ. Lũ giả dạng đó vẫn còn sống thì tao chưa chắc được bọn mày đang là người thật đâu. Tao nhốt mình ở trong phòng đây, mày tự đi một mình đi. Ơ kìa Coconoi, mày hứa với tao rồi mày phải đi chứ. Tránh ra đi Ran, để cho tao yên. Nhưng nếu mày không đi tao sẽ không biết căn phòng của bọn ma đó đâu. Mày phải đi cùng tao. Tao không cần biết, mày chết cũng có liên quan gì tới tao. Tránh ra cho tao. Tự nhốt mình ở trong phòng cũng chưa chắc được tụi nó sẽ không vào được mà tấn công mày đâu, vì lúc đó chỉ còn mày và Rindou ở lại căn cứ. Rindou thì đang ngủ rồi. Sao mày không thử nghĩ đến cái cảnh con ma giả dạng đó, nó đã ngồi trong tủ quần áo của mày rồi chờ cơ hội khi mày vô đây một mình mà tấn công. Tao suy nghĩ lại rồi, thôi thì tại thấy mày van xin tao đi vào đấy nhiều quá nên tao đành phải đi cùng mày vậy. Đợi tao thay đồ đã nhé, tao sẽ xong ngay. Nó khóa cửa luôn rồi, đang định vào xem trộm phòng nó một chút vậy mà. Rindou em ngủ chưa? Đắp chăn kiểu này bệnh sẽ nặng thêm cho xem. Giờ nó sốt nó không khuấy mình nữa thấy cũng chán ghê, chả bù cho lúc nhỏ, khó chịu một cái là dễ đành đạch như đúng rồi. Không uống thuốc, 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 không uống nhưng thuốc. Nhưng nếu em không uống sẽ không khỏi bệnh được đâu. Không uống thuốc, không uống thuốc. Ha ha, nhớ hồi đó ghê ấy chứ. Nhìn tình trạng như này đỡ hơn nhiều rồi, từ giờ tới sáng chắc chắn sẽ khỏi ngay thôi. Ran, mày có ra ngay không, tao đổi ý bây giờ. Biết rồi, tao ra liền đây. Nhớ ngủ đi nhé Rindou, giờ anh đi thật đây. Anh biết em đang giả vờ ngủ mà anh không thích đâu đấy. Ông nói to như thế tôi không dậy mới lạ đấy. Đi thôi Coconoi. Mày làm cái gì mà chậm chạp thế hả Rang? À, tao muốn xem Rindou ngủ chưa ấy mà. Nó đang mệt thì chả ngủ từ lâu rồi còn xem làm gì nữa. Không đâu, nó giả vờ thôi, tao biết mà. Trước nó cũng thế, chỉ cần tao đi làm nhiệm vụ nguy hiểm một mình về đêm nó đều giả vờ ngủ rồi thức. Nó không nói cho tao biết đâu, nhưng khi tao về nhìn thấy nó lờ đờ tao mới nghi. À ra là vậy, mày vốn dĩ ghét việc thức khuya mà phải không? Đúng rồi. Ủa mà sao tự nhiên mày mặc đồ này đi thế? Tao đi thực hiện nhiệm vụ thì tất nhiên mặc đồ này đi rồi chứ chả lẽ mặc áo mưa. Chắc lát nữa tao cũng thay bộ đồ nhiệm vụ của tao quá. Điên, tao không có rảnh chờ mày đâu. Mày thay đồ xong còn chạy chuốc các thứ lâu muốn chết, ai mà chờ được. Ha ha, yên tâm đi, tao sẽ thay luôn trên xe mà. Có vẻ Kakucho thích cà phê nhỉ? Rang với Coconoi đó hả? Chưa đi sao? Bây giờ bọn tao mới chuẩn bị đi đây. Tao muốn uống một chút để tỉnh táo hơn thôi. Mà Rindou đỡ hơn chưa Rang? Cơn sốt đã giảm đáng kể rồi. Chắc từ giờ tới sáng nó sẽ khỏi ngay thôi. Vậy thì tốt rồi. Mà Mochi đâu? Tưởng bọn mày cũng đi rồi chứ? Mochi nó đang ngủ rồi. Nó bảo lát đi gọi nó dậy, bọn tao phải 4 giờ sáng mới đi, diệt lũ tôm tép đó nhanh không ấy mà. Quả nhiên là Kakucho có khác, ước được nói thử câu đó một lần ghê. Vậy bọn tao đi trước nha, không lại muộn. Ừ, nhớ cẩn thận đấy nhá, bọn ma đó làm Rindou bị thương vậy nghĩa là chúng nó không tầm thường đâu. Yên tâm đi Kakucho, bọn tao có 2 người lận mà, tạm biệt nhé.
nhìn mặt nó cứ như đi chơi vậy. Thực ra thì thật lòng tao ngưỡng mộ Kakucho lắm. Dù còn trẻ tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ, ngưỡng mộ cả cách họ sống nữa. Thậm chí giờ còn đang là số 3 của Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm khét tiếng như này khiến tao càng cảm thấy nể phục. Họ, hình như ý mày là còn có cả Izana sao? Đúng rồi. Mà sao tự nhiên nói cho tao nghe cái chuyện này? Tại vì tao thích nói thôi. Câu trả lời của mày chả đúng trọng tâm gì cả. Theo thông tin tao vừa tra được thì chủ bán lá bùa đó là một bà lão ngoài 70. Mặc dù là một pháp sư nhưng lại chẳng ai biết đến bà ta nhiều. Bà ta có một đứa cháu trai tầm 17 đến 18 tuổi nhưng vừa mất 9 giờ tối qua. Gì chứ, vừa mới mất thôi sao? Đúng rồi. Hơn nữa nhà bà ta còn rất gần với căn biệt thự. Tao nghĩ thằng nhóc kia chết có liên quan tới vụ này nên mày nhớ cẩn thận đấy. Ừ, tao biết rồi. Mà tao hỏi này, bộ chúng nó giả dạng giống tới nỗi cả ba đứa mày không nhận ra luôn hả? Đúng rồi, đến cả tính cách, ngoại hình lẫn giọng nói đều y chang. Rin đâu có nói con ma đó có xin lỗi nó. Tao dám cá đó là chiêu trò của chúng nó để đánh lừa em trai tao. Đúng là bọn lưu manh. Bờ lờ còn xin lỗi nữa, bọn ma này nghĩ ra lắm thứ chiêu trò vớ vẩn ghê nhỉ. Báo có ghi tuần trước có hơn 50 tên tội phạm bị biến mất một cách bí ẩn khi lên căn biệt thự. Bậy ra đây là lý do người ta đồn căn biệt thự này có quỷ ăn thịt. 50 tên tội phạm, không lẽ mục tiêu của mấy con ma này là tiêu diệt bọn tội phạm à? Chắc chắn là vậy rồi, bởi trong căn biệt thự có rất nhiều tranh đắt tiền. Chỉ có đa số bọn tội phạm mới rình trộm mấy bức tranh đó thôi nên lũ ma này mới lấy mấy bức tranh đó để săn mồi. Nhưng tao nhớ chúng ta có ai đến căn biệt thự để cướp tranh đâu mà chúng nó tự bày ra rồi gọi chúng ta tới căn biệt thự mà. Có lẽ do chúng nó chưa thấy chúng ta chủ động vào trộm nên mới tự bày ra. Nhưng rõ chúng nó giỏi chờ đợi lắm cơ mà, sao chờ chúng ta tới trộm tranh thôi mà lại phải vội vàng thế nhỉ? Chắc nó có chờ rồi, nhưng do biết mày nhiều tiền rồi nên chả ai rảnh đi trộm nữa nên thế. Ờ, mày nói nghe có vẻ hợp lý đấy Rang. Tao nói cái gì chả đúng. Căn biệt thự này ở trên cao quá nhỉ, thảo nào chúng mày chạy ra khỏi núi mới lâu tới vậy. Đúng rồi, bọn tao chạy từ biệt thự ra khỏi núi về căn cứ muốn chết đứng ra vì mệt đây. Tất cả là tại mày đấy. Ủa, mắc gì tại tao? Mày không cần biết. Thôi chết tao rồi, tao quên không mang đèn pin theo. Mày có mang không Rang? Đèn pin thì tao không có nhưng tao có cái đồng hồ này hay. Bộ mày fan Conan hay gì mà mua cái này vậy Rang? Đâu có, tại tao thấy nó thú vị nên mua thôi. Đi đến hết con đường này là sẽ tới nhà bà ta. Đặc biệt hơn là nhà bà ta ở bên dưới căn biệt thự chút thôi, mỗi tội là không cùng một đường đi. Hả? Làm nhà ở ngay dưới căn biệt thự luôn, buôn bán lá bùa ở đây thảo nào chả ai biết đến nhiều. Thì đó tao mới nói, mà nghe bảo bà ta còn lập dị nữa, chế tạo và nghiên cứu ra rất nhiều thứ quái lạ, đã thế còn dạy cho đứa cháu nữa, đúng là hết thuốc chữa. Ủa rồi bà ta bán lá bùa hay đi làm nghiên cứu vậy? Trên báo thấy bảo cả hai. Mày phải biết bà ta chế tạo ra được loại lá bùa hủy diệt được con ma giả dạng là trình độ kinh khủng cỡ nào rồi đấy. Ừ, cũng đúng. Ê mà này, Coco nôi tao thấy lạ ở chỗ này cực khi mà Sanju nó bảo con ma giả dạng xếp sợ Rindo nhìn thấy mấy con ma ăn thịt chui ra từ cửa sổ ấy rồi nhanh chóng lùa vào trong cho Rindo khỏi biết. Nếu con ma ăn thịt mà ra khỏi phòng ấy mà Rindo đang để ý cái hộp khéo còn thừa cơ mà tấn công em ấy chứ huống chi còn sợ Rindo cảnh giác. Từ giờ tao mới thấy nó vô lý. Đấy, thực ra ban đầu tao cũng không để ý đâu nhưng nãy Rindo kể tao mới phát hiện. Còn một chuyện tao thắc mắc nữa cơ, bộ bọn ma này lúc còn sống là cảnh sát hay gì mà thông minh ghê gớm vậy? Tao không nghĩ ma lại có não để mà suy nghĩ và hành động thông minh hơn người vậy đâu.
nghe nó cứ ảo ảo sao ấy. Ban đầu tao nghe thấy chúng mày nói có con ma giả dạng, tao đã muốn không tin rồi đấy. Tại trên đời này tao không tin vụ có ma quỷ gì đâu. Nhưng chả qua Rinh đâu nó bị tấn công tao mới tin thôi. Ê mày, tự nhiên tao đang nghi ngờ lũ ma đó là do bà bán bùa chế tạo ra. Quát giờ phát mày nghĩ gì thế cô nôi? Bà ta mà chế ra được bọn ma đó chắc là thần thánh luôn rồi đấy. Chứ không phải thì là gì? Ma quỷ làm gì có trên đời được, mà nếu có thì chắc chắn chúng ta không nhìn thấy, mà đây chúng ta lại nhìn thấy y như người. Với cả làm sao ma quỷ lại thông minh như vậy được, mày không thấy lạ à Rang? Đúng là lạ thật, nhưng mà chuyện bà ta chế tạo ra được bọn ma làm tao còn thấy lạ hơn. Tao khẳng định tới 50% rồi đấy, tại nhà bà ta ngay dưới căn biệt thự mà. Xung quanh ngọn núi này chỉ có đúng hai căn nhà này thôi. Nhà bà ta ở ngay dưới đây sẽ rất thuận tiện cho việc nghiên cứu và chế tạo ra bọn ma kia. Tao thấy mày càng ngày càng đi xa quá rồi đó cô nôi. Thôi thì cứ đến nhà bà ta xem liệu có đúng hay không đã. Nếu đúng tao xin phép về lại căn cứ cho mày ở đây một mình đấy Rang. Có mà mày dám về, mày sẽ phải đi từ đây ra chỗ xe một mình đấy, nhỡ con ma thấy mày đi một mình rồi nó lao ra ăn thịt mày thì mày chết. Đờ cờ mờ đừng có dọa tao. Ha ha, dọa mày là niềm vui của tao mà. Tao sẽ giết mày Rang ạ. Tới nơi rồi, xem ra nhà bà ta cũng không có xa như tao nghĩ lắm. Ê mà mày có cảm thấy ngôi nhà này có gì đó hơi tâm linh không Rang? Ừ đúng là nhìn giống thật. Hay đứng ở ngoài gọi bà ta ra đi, chứ tao không muốn vào nhà bà ta cho lắm. Mày không muốn thì để tao vào một mình cũng được. Ê đừng mà Rang, chờ tao đã. Cái cửa này chắc chắn thế nhỉ? Tưởng nhà cũ rồi thì cửa phải lỏng lẻo hơn chứ. Chắc là do ma nó làm đấy Rang. Cô nôi à, mà có thể nghĩ ra cái trường hợp nào mà nó bớt vô lý như vậy được không? Vô lý cái gì mày không biết đâu, lúc tao với Sanju và Rindo bị bọn ma ăn thịt đuổi tính chạy ra khỏi căn biệt thự thì cửa đóng rầm một cái, làm ba bọn tao phải dùng chung sức nhau đẩy mãi mới thoát được đấy. Thật luôn hả? Thật chứ, chả lẽ tao lại đùa. Nhưng cũng may đây là cửa gỗ nên sẽ dễ dàng phá được, chỉ cần dùng một lực mạnh hơn nữa thôi. Hình như bà ta không có nhà thì phải, buôn bán kiểu gì mà để người ta phá cửa như này thì đúng là chịu thật. Bà ta chơi hệ tâm linh hay gì mà toàn đèn với nến thế này, đúng là một lão già có sở thích kỳ lạ mà. Này Rang, tao thấy nó cứ như bị ma ám sao sao ấy, liệu có ổn khi vào đây không? Chứ nếu không vào đây thì sao lấy được lá bùa? Giờ lại phải đi tìm bà ta nữa, mất thời gian thật sự chứ. Này Rang, mày nhìn này, hình như đây là bàn làm việc của bà ta thì phải. Trên bàn có khá nhiều tờ báo nói về những đứa trẻ mồ côi. Mày có nghĩ bà ta là kẻ giết người không? Thậm chí bà ta còn gạch dấu ít trên khuôn mặt của những đứa trẻ đó nữa. Nếu bà ta đúng là kẻ giết người thì quả nhiên bà ta là một kẻ nguy hiểm. Thôi đừng mất thời gian vào mấy cái này nữa. Chúng ta nên đi tìm mấy cái lá bùa thôi. Mày biết lá bùa vàng như nào đúng không? Vậy thì cứ tìm lá bùa vàng trước và tiêu diệt bọn ma ăn thịt, rồi tìm cách tiêu diệt bọn ma giả dạng sau. Tao nghĩ bà bán bùa khéo bị mấy con ma ăn thịt rồi, cũng nên sống ở gần căn biệt thự này sao mà tránh khỏi. Khéo vậy thật, bởi bà bán bùa có thể cũng là tên giết người mà. Mục tiêu của bà ta là bọn trẻ này còn gì nữa. Chắc chắn mấy con ma nhắm đến mấy tên tội phạm là đúng rồi. Nhưng mà mấy tên tội phạm do ham tiền nên tự vào căn biệt thự cướp tranh nên mới bị tấn công, còn bà ta chả lẽ cũng ham tiền hả? Nếu bà ta thực sự ham tiền thì bà ta sẽ không buôn bán ở nơi hẻo lánh như này đâu. Ừ cũng đúng. Chắc là do nguyên nhân nào đó rồi. Ở thị trấn đó tôi chỉ có thể lấy được bằng này tiền. Ở đó cảnh sát làm ăn khá chặt nên tôi không dám tự dại đột đi cướp được, nhiều mong ngài thông cảm. Đàn em của tôi có vài đứa đã bị cảnh sát bắt vì vụ việc này, nhưng ngài yên tâm, tôi có rặn với bọn nó không công khai mọi chuyện rồi nên chúng ta sẽ được an toàn. Nên là mày có chắc là chúng nó không khai ra không? Dạ tôi chắc chắn 100% ạ. Ngài yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để cho bọn cảnh sát đó biết được chúng ta là người đứng sau vụ việc này. Tôi sẽ cố gắng cướp tiếp ở những nơi khác theo ngài yêu cầu, nên mong sau những nhiệm vụ này tôi sẽ được thăng chức. Không biết có được không? Thôi được, nếu mày làm tốt mà không để lộ sơ hở và không để lộ ra chúng ta là người đứng sau, tao sẽ thưởng cho mày thật nhiều tiền và thăng chức cho mày. Dạ vâng, em thật sự cảm ơn sếp.
Sanju, mày cầm lấy đi, nhanh tới địa điểm tiếp theo rồi tới căn biệt thự giúp thằng Rang và cô nôi nữa. Được rồi thưa sếp. Cuối cùng cũng thấy rồi, nhưng có vẻ không nhiều như tao nghĩ. Bọn ma đó đông lắm, nhiều đây không ăn thua gì đâu. Mày chắc là lá bùa này không đấy. Mày không tin tưởng vào tay nghề tìm kiếm của tao à Rang? À không, ý tao đâu phải thế. Nhưng mà ít thế này sao mà diệt được? Tao nghĩ ra ý tưởng này từ lâu rồi này, đợi tao chút. Mày đi đâu đấy Rang? Dán lá bùa vào cái cây gỗ này rồi cứ di chuyển từ ngoài vào trong phòng cho nó chết hết là được. Ồ, ý tưởng không tệ. Đúng là lá bùa này có sức mạnh như là một bức tường chắn qua. Nếu di chuyển từ ngoài vào trong phòng chắc chắn lũ ma đó sẽ dần dần bị ép vào tường mà chết. Mày cũng thông minh gớm nhỉ. Mày nghĩ tao là ai ha ha ha. Nhưng phải đảm bảo cái cây gỗ đó có chiều dài thật vừa với độ rộng của phòng. Nếu để một lỗ hở nó sẽ thoát ra là coi như bay màu luôn đấy. Nó là phòng bếp. Phòng bếp thì cũng không rộng rãi gì lắm đâu nên có lẽ sẽ đo được. Ủa rồi sao mà cho cái cây gỗ này qua cánh cửa được? Nó dài hơn cánh cửa mà. Đơn giản mà, chỉ cần lấy một cây gỗ có chiều dài bằng độ rộng của phòng, sau đó cứ dần di chuyển như này thì sẽ vào được từ ngoài cửa vào phòng. Căn biệt thự bỏ hoang thì mọi đồ trong nhà bị chủ lấy hết đi rồi nên chả còn gì ngoài cái bàn bếp đâu, nên sẽ di chuyển như này để né vật cản. Nếu còn thừa như này thì bẻ phần cây đằng sau rồi chọc vào mấy con ma là được. Nói thì dễ lắm cơ mà thực hiện liệu có đâu vào đấy không thế. Nhưng chúng ta vẫn phải cần sơ đồ của căn biệt thự. Nếu có thứ gì dụ bọn nó ra thì ngon. Giả vờ chạy làm mồi cho chúng nó là được. Chúng nó chạy nhanh lắm mày chắc không? Mày nghĩ tao là ai? Tao từng đạt giải nhất về cuộc thi chạy nhanh ở quá khứ đấy. Nhưng đó là quá khứ rồi. Càng lớn sức càng khỏe hơn chứ sao? Ừ thì cứ cho vậy đi, mày mà không chạy kịp bị ăn thịt thì tao mặc kệ mày, tao trốn đấy Rang. Bạn bè cái kiểu gì vậy cô nôi? Ai bạn mày? Ơ kìa cô nôi, đừng lạnh lùng như thế chứ, bỏ tao ra. Ủa Rang, không phải nãy mày vừa phá cửa rồi à, sao tự nhiên giờ nó lại đóng lại được rồi? Có người ở đây sao? Mày có nghĩ đó là ma làm không? Mày có thấy ai không Rang? Có khi nào là bà bán bùa không? Không thể là bà bán bùa được đâu. Tao nghĩ là chúng ta nên ra ngoài xem. Rang chờ tao đã, đừng có bỏ tao lại ở đây. Mày có chắc không đấy? Nhỡ đang đi như này ma nó lao ra tấn công thì sao? Chúng ta mới tìm được lá bùa vàng thôi đấy Rang. Mày chơi liều quá rồi đấy, nhỡ cái cửa đóng là do con ma làm rồi dụ chúng ta ra đây thì sao? Này mày có nghe thấy tao nói không thế? Này cô nôi, nãy chúng ta đi qua làm gì thấy thứ này đâu đúng không? Đúng rồi, nãy đi qua làm gì có thứ này đâu, không lẽ nó vừa được dán lên hả? Đây chắc chắn là lá bùa đen rồi, nó rất giống so với những gì Rindo tả lại. Nhưng rốt cuộc vì sao nãy chúng ta đi qua lại không nhìn thấy mà giờ chúng ta lại nhìn thấy chứ? Không lẽ vừa mới dán thật? Mày nhìn kia Rang, xung quanh nhà bà ta cũng có dán nữa, chúng cũng đang phát sáng. Có lẽ bà ta dán nó để bảo vệ bà ta khỏi lũ ma giả dạng. Vậy có nghĩa là mấy cái lá bùa này được dán ngay từ đầu rồi. Nhưng chúng phát sáng ngay lúc này, rốt cuộc là điều gì đã khiến chúng phản ứng như vậy? Có thể lúc chúng ta đi ngang qua chúng chưa phát sáng nên chúng ta chưa phát hiện ra, vì chúng chỉ là một lá bùa màu đen trong bóng tối. Mày làm cái gì vậy cô nôi? Vậy đó là con ma giả dạng hả? Vậy tức là cái vụ đóng cửa ở nhà bà ta là do nó rồi. Rang à, tao nghĩ chúng ta nên chạy thôi, giờ chúng ta chỉ có mỗi lá bùa vàng. Lá bùa này không làm gì được nó hết. Đành vậy, giờ cứ chạy vào nhà bà ta đã. Xung quanh nhà bà ta được bảo vệ bởi lá bùa đen rồi. Sao con ma này nó chạy nhanh vậy? Chạy nhanh hơn con ma ăn thịt gấp mấy lần luôn. Chúng ta mà chạy chậm hơn một chút thôi là bị nó xơi luôn rồi. Mày có để ý không cô nôi? Tao thấy nó có móng tay rất sắc, chắc chắn là nó dùng móng tay để tấn công con mồi. Móng tay hả? Ma làm gì có móng tay được, bọn này khéo là quỷ đôi cũng nên.
Mày nghĩ chúng ta đã được an toàn rồi chứ Ran? Chắc chắn rồi, mày yên tâm đi. Cuối cùng tao cũng đã hiểu vì sao lúc cả ba đứa chúng mày chạy về căn cứ nhưng chỉ có Rin đâu là nhìn thấy lá bùa đen rồi. Lá bùa đen này nó sẽ nhận tín hiệu thấy con ma giả dạng lại gần và nó sẽ phát sáng. Đó cũng là lý do vì sao nãy chúng ta đi qua cái cây đó để vào nhà bà ta thì lại không thấy gì. À thì ra là vậy. Vậy thì có nghĩa là lúc không có con ma, lá bùa đen sẽ trông như vô hình trong bóng tối. Như vậy con ma giả dạng sẽ không thể ngờ tới có lá bùa ở đó mà dính bẫy. Bởi có lẽ do tốc độ di chuyển của nó quá nhanh nên nó sẽ không để ý xung quanh nên không hề biết lá bùa đen đó phát sáng khi nó tới gần. Tao cũng hiểu vì sao con ma giả dạng tấn công bà bán bùa rồi. Thực chất nó không tấn công bà ta là do bà ta đã giết mấy đứa trẻ mồ côi đó, mà do bà ta là người đã muốn tấn công bọn ma đó trước. Ý mày là bà ta là người tính tiêu diệt bọn ma đó rồi bị chúng nó phát hiện sao? Đúng rồi, lá bùa đen và vàng này là do bà ta chế tạo ra để tiêu diệt bọn ma còn gì nữa. Vậy tức là chúng ta chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó giết được bọn ma giả dạng trong căn nhà của bà ta, vì bà ta đã tạo nó ra để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Những chưa kịp làm đã bị bọn ma phát hiện và bị tấn công. À vậy tao biết cái xác trong căn biệt thự kia là của ai rồi, chắc chắn là của bà ta. Có cái xác trong căn biệt thự sao? Đúng rồi, lúc Sang Du nó mở cửa trong căn phòng của bọn ma, nó thấy bọn ma đang ăn thịt một cái xác. Vậy thì điều này chắc chắn 100% rồi. Bà ta đã thực sự chế tạo ra thứ gì đó để tiêu diệt lũ ma giả dạng nên bà ta mới vào đó mà thực hiện nhưng không thành. Chúng ta cùng đi tìm thứ đó thôi. Khoan đã Rang. Nếu thực sự bà ta đã chế tạo ra vậy chẳng phải bà ta đã mang theo nó để giết chúng nó rồi sao? Để chuẩn bị thực hiện một kế hoạch nào đó nguy hiểm, không ai ngu để làm có một lần đâu. Bà ta sẽ làm thêm một cái để dự phòng. Chắc chắn là vậy. Đây rồi, bên cạnh còn có lá bùa đen, vậy thì chắc chắn bà ta đã nghiên cứu và chế tạo nó tại đây. Tưởng lá bùa đen sẽ nhiều cơ nhưng có hai cái như này thì hơi khó khăn nhỉ. Mày nhìn này Rang, cái hộp nhỏ bên cạnh này có đựng một cuộn dây, nhìn có vẻ giống như một loại dây thường cỡ nhỏ. Cái bột màu hồng này sao tao thấy nó giống như cái bột ở đầu que diêm thế nhỉ? Ừ, tao thấy nó cũng khá giống. Hình như cả trên lá bùa đen cũng có loại bột giống vậy nữa. Chắc cái bột màu hồng này là để nhận tín hiệu ra có con ma giả dạng mà phát sáng đây mà. À tao hiểu rồi, Coco Noi, mày biết không, nãy con ma giả dạng đuổi đến cửa ấy. Trước khi nó tiến gần và tao đóng cửa lại, tao kịp nhìn thấy có một bức tường mờ màu hồng phát sáng ngay trước mặt nó. Nếu thứ đó là thứ ngăn cách được con ma giả dạng thì chắc chắn cái bột màu hồng ở trong lá bùa và trên sợi dây thừng này có thể hủy diệt được con ma. Nhưng nó chỉ chặn được con ma thôi mà đúng không? Nó cũng đã chết đâu. Ừ ha, cũng đúng. Chúng ta nên suy nghĩ xem rốt cuộc dây thừng này dùng để làm gì. Mày nghĩ là sẽ buộc vào con ma không? Không thể đâu, con ma này nhanh lắm, mày không thấy suýt nữa chúng ta chết dưới tay nó à. May mà chạy kịp, không theo kịp nó sao mà trói nó được. Ừ cũng đúng. Này Rang, tao thắc mắc là rốt cuộc tại sao bà ta lại dán cái lá bùa đen kia ở chỗ cái cây cách nhà khoảng vài mét như vậy? Nếu để giữ an toàn vậy chả phải bà ta đã dán quanh ngôi nhà rồi sao, chả lẽ lại thừa lá bùa đen đến nỗi dán lung tung vậy hả? Cả ở cái chỗ Rinh đâu đi qua nữa, nếu để ngăn con ma đi xuống thành phố chả phải bà ta phải dán vào hai mặt của cái cây sao? Vậy tại sao bà ta lại không dán nó? Rõ là bà ta hiểu rõ cách thức hoạt động của lá bùa đen hơn chúng ta mà đúng không? Mày làm tao đau đầu quá Coco Noi, nhưng mà tao cũng thấy lạ thật. Có khi nào bà ta dán vậy nhằm mục đích gì không? À phải rồi, nhà bà ta ngay dưới căn biệt thự một chút đúng không? Đường đi vào nhà bà ta và đường đi vào căn biệt thự gần như song song nhau. Việc dán lá bùa ở cái cây trước nhà bà ta và ở cái cây Rinh đâu nhìn thấy chính là để hai lá bùa gặp đối diện nhau mà phán tán bức tường màu hồng ngăn chặn con ma, cũng giống như việc bà ta dán xung quanh nhà mình theo bốn góc tường để lá bùa có thể đối diện nhau. Cũng hợp lý đấy, nhưng con ma vẫn thoát ra được đó thôi. Bà ta đâu ngu mà làm một cách vô tri như vậy. Rốt cuộc thì cái cây thừng này dùng như nào chứ? Sẽ ra sao nếu như cho bức tường màu hồng đó xuyên qua con ma nhỉ? Nếu nó có năng lực chặn được con ma vậy tức là khi xuyên qua sẽ hủy diệt được nó đúng chứ? Ừ nhỉ, mày nói nghe hợp lý đấy Rang. Không khéo đây chính là cách mà bà ta định thực hiện ở chỗ hai lá bùa đối diện nhau đó. Còn cái dây thừng này là để cố định con ma ở chỗ đó bằng một cách nào đó. Để tao nghĩ cách. Giờ cứ đi ra xem con ma giả dạng đi chưa đã. Này Rang, sao mày chơi liều thế?
Nhỡ con ma chưa đi thì sao? Trên tay mình cầm lá bùa đen rồi còn sợ cái gì? Ừ, nhỉ, tao quên mất, ha ha ha. Có vẻ như con ma giả dạng đã đi rồi. Cái lá bùa ở trước nhà bà ta không còn thấy phát sáng nữa. Này Rang, mày nghĩ nó đã đi đâu? Nó có thể đã đi lên căn biệt thự và dụ chúng ta vào đó. Rindo hiện đang ở căn cứ một mình, nó cũng còn đang bị sốt nặng nữa. Tao nghĩ lát nữa nên gọi cho Mochi về để trông coi cho Rindo tạm vậy. Nhưng giờ chắc Mochi cũng đã tới nơi rồi cũng nên. Mày chắc Mochi về thì Kakujo có cân được hết bọn địch không? Chắc chắn rồi, mày không nên coi thường sức mạnh của Kakujo. Nó dù gì cũng là số 3 của Phạm Thiên mà. Sao tự nhiên trời lại nổi gió? Bộ sắp mưa rồi hả? Thấy trời còn nhiều sao lắm mà. Có khi nào là ma không? Không thể đâu Coco Noi à. Ủa, ngừng luôn rồi. Gió gì mà thổi lạ vậy? Cơ mà này Rang, rõ con ma giả dạng có hai con mà. Nãy chúng ta chỉ thấy có một con thôi, liệu nó có đang trốn ở đâu không? Ừ nhỉ, tao xém quên mất điều này. Ủa Sanju, tao tưởng mày đi cùng với sếp đi làm nhiệm vụ rồi. À, tao quên vài thứ nên quay lại để lấy ấy mà. Này Coco Noi, cho tao hỏi một câu, Sanju và sếp đi từ lúc mấy giờ vậy? Sanju và sếp hả? Cả hai đi từ ngay khi giao nhiệm vụ xong rồi, tao không để ý giờ. Không lẽ nào... Này Rang, đừng có nói là... Rang hả? Đúng rồi, tao đây. Mày đến nơi chưa Mochi? Tao muốn nhờ mày một chuyện. Nhờ một chuyện? Tao đang trên đường đi tới thôi, cũng sắp tới rồi. Mày quay xe đi về căn cứ trông coi Rindo hộ tao với. Nó đang ở căn cứ có một mình. Tao hiện không thể về được vì con ma giả dạng đang theo dõi hai tụi tao. Nếu tao trở về nó sẽ đuổi theo, và hơn nữa vấn đề giết được con ma tao đã lý giải được. Phải có hai người tụi tao mới làm được nên tao xin mày đó. Thế Kakucho thì sao? Nếu tao quay xe lại thì Kakucho cũng về luôn rồi. Mày cho Kakucho đi bộ cũng được mà làm ơn. Rindo nó đang ở có một mình. Hiện tại tao đang nghi ngờ có một con ma giả dạng ở trong căn cứ. Tao có khóa cửa kính lại rồi nhưng chưa chắc nó có xuyên tường được hay không. Tao xin mày đấy Mochi. Được rồi, vậy tao quay xe lại đây. Chìa khóa phòng Rindo tao để ở dưới ngăn bàn trong phòng tao. Mày vào luôn phòng Rindo trong nó rồi khóa cửa luôn càng tốt. Được rồi. Này Rang, đừng nói là con ma còn lại ở căn cứ nhá. Chắc chắn là vậy rồi, bởi tao đã gặp Sanju đi ngang qua tao lúc đó, rõ là nhóm của sếp đã đi từ lâu. Ban đầu tao cũng đã nghi ngờ rồi mà, sao tao lại có thể bất cẩn như vậy? Có Mochi thì chắc cũng yên tâm hơn. Nhưng sao nó vào được căn cứ chứ? Và vào từ lúc nào? Có khi nào từ lúc gọi cứu thương không? Do sợ lộ căn cứ của chúng ta nên tao đã gọi ở địa điểm gần nhà cũ của tao rồi lấy đồ cứu thương chữa cho Rindo. Có lẽ lúc đó khá vội nên tao đã sơ ý quên mất đóng cửa và con ma giả dạng chui vào. Tao không nghĩ đã gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Không phải lỗi của mày đâu, mày đã sơ cứu cho Rindo và tao rất biết ơn mày vì điều đó. Mày là thành viên thông minh và quan trọng trong Phạm Thiên. Bọn tao luôn tôn trọng mày mà. Được rồi Coco Noi, tao đã nghĩ ra một kế hoạch để giết được con ma đó rồi. Tao sẽ vừa đi vừa nói với mày khi đi lên căn biệt thự. Ủa sao lại có cây nến ở ngay trước cửa thế này? Con ma giả dạng có thể đang ở đâu đó xung quanh đây thôi. Mochi, tại sao mày lại ở đây? Tại sao mày lại vào được phòng tao? Anh Rang đã khóa cửa rồi mà. Không lẽ nào là con ma giả dạng?
Mày bình tĩnh lại đã, tao biết mày đang rất hoảng, nhưng tao đã được thằng Rang gọi về đây trông mày khỏi con ma giả dạng. Thằng Rang nó nói nó đang nghi ngờ có con ma tại đây. Nếu mày không tin, mày có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho anh trai mày. Có con ma hả? Đúng rồi, thằng Rang có nói vậy. Nó không nói rõ chi tiết ra lắm nên tao chỉ biết thế. Hay là tao thử ra xem nhỉ? Chứ nãy về căn cứ tao thấy có ai khác đâu. Mày chờ ở đây nhá Rindo. Ủa, mái tóc màu hồng đó, đó là Sang Du mà. Nhóm của sếp về sớm vậy á? Hay là con ma giả dạng đây? Này Sang Du, mày đang làm cái gì đấy? Không phải mày cùng với nhóm của sếp đi làm nhiệm vụ rồi à? Rindo mở cửa nhanh, con ma đang đuổi tao. Mochi, vào nhanh lên. Nó đạp cửa mạnh quá, nếu cứ như này cửa sẽ bị nó phá ra mất. Nếu nó đập cửa như này thì tức là nó không xuyên tường được rồi. Này Mochi, tao có một lối đi bí mật ở trong phòng tao, cùng trốn vào đó đi. Hả, lối đi bí mật? Mày giấu kim cương hay gì? Cũng không hẳn. Chỉ là một số thứ quan trọng của anh em tao đã cất giữ ở dưới tầng hầm đó hồi bọn tao vẫn còn cai quản ở Rokonji. Đây là nơi bí mật của anh em tao đáng ra không thể tiết lộ đâu, nhưng mà do hoàn cảnh đang lâm nguy như này nên đành phải chịu. What the fuck thật chứ, hai anh em chúng mày dám giam giữ một tầng hầm bí mật như vậy ở trong Phạm Thiên? Chúng mày đang có âm mưu gì đây hả Rindo? Mày đừng suy nghĩ xa vời quá, bọn tao không có mưu đồ gì đâu, chỉ là cất vài thứ quan trọng ở đó. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau vào đó đi, không cửa bỏ nó phá bây giờ. Được rồi. Eran. Ủa cô nôi, mày đi sau tao từ khi nào thế? Tao đứng ngoài đó sợ quá nên tao đi theo mày ấy. Mày vẫn chưa tìm được con ma sao? Đúng rồi, tao đã tìm được đâu, chắc phải đi vào sâu hơn nữa. Cô nôi này, tao nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Hả, sao thế Rang? Bởi tao đang nghi ngờ có con ma giả dạng đi theo sau chúng ta. Nếu chúng ta không chạy nhanh có thể sẽ bị nó tấn công. À ra là vậy. Gì chứ, mày đã biết trước tao đã giả dạng mà né đi sao? Quả nhiên Phạm Thiên không thể coi thường được. Mày không có chạy được lại tao đâu nên bỏ cuộc đi. Con ma này không quay lại về với trạng thái ban đầu, có vẻ như có cần có thời gian. Mày biết không, đứa em đáng thương của mày chắc giờ cũng đang bị bạn tao ăn thịt rồi. Mày sốc lắm chứ gì, cũng phải thôi vì chúng mày rất yêu thương nhau mà. Đáng ra tao nên ăn thịt em trai mày ngay trước mặt mày mới phải. Nó đang cố đánh vào tâm lý mình. Mình phải bỏ ngoài tai những gì nó nói. Đến cửa rồi, chỉ cần cố gắng chạy một chút nữa thôi. Ủa gì vậy? Ở đây có lá bùa à? Mình ngỡ lúc trước làm gì có bùa ở đây đâu. Cô nôi ngay lúc này. Được rồi, tao đây. Chết tiệt, thì ra thằng này nó dụ mình. Đằng sau mình cũng có hả? Từ khi nào chứ? Chà, tao không ngờ kế hoạch này lại thành công dễ dàng như vậy. Mỗi tội tao hơi đuối do chạy quá sức, công nhận con ma này chạy nhanh thật. Có thể do mày đang hóa thân thành cô nôi nên sức mạnh và tốc độ có vẻ giảm thiểu hơn nên bọn tao dễ dàng thành công hơn, chứ nếu ở hình dạng màu đen kia khéo bọn tao cũng thất bại rồi cũng nên. Thực ra tao cũng đoán ra mày sẽ giả dạng thành ai đó để theo tao rồi. Thực ra mày muốn hỏi thêm vài thứ nữa chứ gì. Để xem nào, ví dụ như chỗ của sếp đại loại như vậy, để khi tiêu diệt tao xong mày sẽ tới đó, vì mày biết đứa bạn mày ở căn cứ của tụi tao chỉ ở lại để tiêu diệt em trai tao thôi. Nếu hỏi sếp ở đâu chắc chắn tao sẽ nghi ngờ, vì vậy mày sẽ thay thế bằng một câu nào đó khác, ví dụ như là sếp có nhiệm vụ ở đâu mà sao không tới giúp chúng ta nhỉ?
Tuy câu hỏi này cũng đang hỏi về vị trí nhưng chắc chắn sẽ không để lại nghi ngờ nhiều. Đại loại vậy. Hoặc có khả năng là mày tính hỏi cách tao tiêu diệt mày để mày biết mà hủy diệt được thứ đó vì mày đã nghĩ rằng bọn tao vào căn biệt thự này chỉ để tìm cách tiêu diệt mày nên sẽ có thứ gì đó tấn công mày được. Nhưng mày đã không kịp hỏi vì lúc đó tao đã nói rằng là phải chạy nhanh vì có con ma giả dạng theo sau. Chạy rồi thì sao còn cơ hội mà hỏi nữa nên mày đã tiêu diệt tao luôn để chuyển mục tiêu sang Coconoi. Có đúng như những gì tao nói không? Nếu không đúng thì tao vô cùng xin lỗi mày nhé. Tại sao tao phải nói cho mày biết? Ừ nhỉ, đúng là chả có lý do nào để mày nói cho tao biết cả, nhưng tao là tao thấy đúng rồi đó. Mày không muốn nói cũng được, tao cũng sẽ tự điều tra ra thôi. Ê con ma giả dạng kia, giờ lại còn giả dạng thành tao nữa cơ, tao phải nói công nhận là mày hèn hạ thật đấy. Ha ha, chúng mày tính tiêu diệt tao bằng mấy cái lá bùa nhảm nhí này sao? Tao chỉ không đi qua nó được thôi chứ không có nghĩa là nó tiêu diệt được tao. Ồ, vậy để bọn tao thử nghiệm cho mày xem, mày có muốn biết bọn tao tính làm gì mày không? Hả? Làm gì? Cũng may mày đã nghĩ ra ý tưởng này răng ạ, phải nói mày cũng mưu tính phết đấy. Đáng ra bọn tao chỉ tìm được hai cái lá bùa thôi nhưng mà bọn tao đã lấy thêm hai cái nữa ở trước nhà bà bán bùa và trên con đường tới căn biệt thự, nơi mà mày định giết Rin đâu nhưng không thành. Công nhận bà bán bùa thông minh đấy, nếu bà ta còn sống thì bọn tao đã cảm ơn bà ta rồi vì bà ta đã chế tạo ra mấy thứ này. Cơ mà tao không hiểu vì sao bọn ma chúng mày lại sợ cái bột màu hồng này, mày có thể giải thích cho tao nghe được không? Sao mà tao biết được? Mày không biết sao nghe buồn quá đi mất, tao đã hy vọng vào câu trả lời này của mày rất nhiều. Cơ mà kể cũng lạ, tại sao bà bán bùa lại biết được mày sợ cái này mà chế tạo ra thế nhỉ? Không lẽ có một uẩn khúc gì đó mà mình chưa biết ta? Có thể chúng mày chưa biết nhưng bà ta cũng tính làm như này để giết tao nhưng cuối cùng vẫn bị tao ăn thịt đó thôi. Chúng mày nên bảo vệ cái mạng của chúng mày đi đã. Ồ, really? Mày nói làm tao sợ quá run bần bật lên rồi đây này. Thực ra tao tính cho hai cái lá bùa chặn mày đằng trước và định đóng cái cửa đằng sau lại để đè mày dần tới chỗ lá bùa cơ mà. Do Coconoi người đứng bên trái mày kia đã nhắc nhở tao là nếu như mày xuyên tường được thì có thể mày sẽ thoát ra được, còn nếu không xuyên tường được mày cũng có thể đẩy nó ra một cách dễ dàng. Tao nói cho mày nghe nè, hàng pha ke không bao giờ so sánh được với hàng riêu đâu, Coconoi kia thông minh hơn mày nhiều, mày nên biết điều đó. Nói sao ta, tội phạm cấp thấp khác thì chúng mày dễ dàng giết chết được nhưng Phạm Thiên thì có lẽ khá quá sức với mày phải không? Mày còn phải gọi điện để dụ bọn tao lên đây cơ mà. Thật đáng thương. Mày nên biết rằng Phạm Thiên bọn tao ngay cả cảnh sát cũng không dám rây vào vì bọn tao ngoài có sức mạnh ra bọn tao còn sử dụng cái đầu của mình nữa. Thực tế thì đúng là bọn tao thua mày ở sức mạnh và tốc độ. Nếu không có cái lá bùa và sợi dây này có lẽ bọn tao cũng sẽ thua nhưng đó chỉ là một phần. Hơn nhau ở cái đầu thôi, phải dùng óc một chút mới tìm ra được cách để giải quyết mày. Thôi không nói nhiều nữa, nói nhiều khéo mày lại lên kế hoạch thoát ra được thì chết tụi tao. Coconoi này, chúng ta kéo lên lá bùa gần tao, nhớ phải kéo chung một lực thì mới giữ được nó. Ok Ran. Gì chứ, tụi nó trói mình được hả? Tại cái dây chết tiệt này, sao cái dây này lại trói mình được? Mày vẫn chưa hiểu sao? Cái lá bùa đen kia cũng có loại bột màu hồng đó và nó đã làm mày không thể đi qua nó được. Vậy tức là khi tẩm loại bột này lên một thứ gì đó như sợi dây này thì có thể trói mày được. Coconoi này với sợi dây này nó không thể cử động và thoát ra được nếu chúng ta giữ nó thật chặt, nhớ đừng thả lỏng. Nó không thể cắt đứt sợi dây đó bằng móng tay được đâu vì nó không thể chạm lên sợi dây đó được. Bởi vì năng lực của nó như một bức tường, nếu dùng sợi dây cuốn chặt bao quanh nó sẽ tương đương khi nó đang bị nhốt trong một cái ống trụ cao hơn cơ thể nó nên tất nhiên nó không thể cắt được sợi dây kể cả khi tay nó ở bên ngoài hay ở bên trong. Chết tiệt, chắc chắn loại bột này đã bị yểm bùa diệt quỷ bởi bà lão chết tiệt đó, đáng ghét mà, mình không thể tháo nó ra được. Mày không thể thoát ra được đâu, đừng cố, hãy xem bọn tao sẽ làm gì với mày đây này. Sao nó tấn công mình được? Mình đã nghĩ nó chỉ chặn mình lại được thôi mà. Chết tiệt, nếu cứ như này mình sẽ bị thiêu cháy mất. Quầy đúng là có tác dụng thật Ran ạ. Đó, thấy chưa, tao nói rồi mà. Ủa gì vậy? Nó đang kéo ngược lại à? Này Coconoi, kéo dồn sức đi.
con ma đó đang cố gắng thoát ra đấy. Mình phải thoát ra khỏi cái dây này càng sớm càng tốt. Không ngờ con ma này lại khỏe tới vậy. Cả hai lực ở hai phía cũng chả siết chặt được nó mà còn bị nó kéo ngược lại. Chiếc tiệc không thoát ra được. Không được, mình sẽ bị tan biến mất. Bỏ tao ra ngay. Trời ạ, nó đang cố làm chúng ta khó giữ chặt dây hơn. Chết tiệt con ma này. Eran, cái dây sắp đứt rồi kìa. Cái gì? Chắc do dùng lực mạnh quá đây mà. Cái bà bán bùa này lấy dây nào không lấy lấy đúng cái dây mỏng dính. Để tao tiến đến buộc nó lại. Mày nhớ điều chỉnh lực cho tốt cô nôi. Mày có chắc không đấy Rang? Bỏ tao ra lũ khốn. Tiệt, cái con ma này sắp tan biến rồi vẫn còn lưu manh nữa. Rang, mày bỏ tay ra ngay đi, không nói chém gãy hết tay mày bây giờ. Mày đi ngà cô nôi. Chỉ còn một chút nữa thôi con ma sẽ tan biến rồi. Giờ mà bỏ ra dây sẽ đứt sao mà giết nó được nữa. Xong rồi. Chết tiệt, con ma này vẫn còn nhiều sức để chém sâu tới vậy luôn sao? Bọn mày là lũ bẩn thỉu, chết hết đi. Mai kỳ nè, bộ nhiệm vụ này quan trọng tới mức không thể tạm ngưng lại để đi giúp thằng Rang và cô nôi được hả? Nhân lúc Phạm Thiên đang gặp khó khăn về con ma giả dạng, các thành viên cấp cao đang bỏ qua việc giám sát hành động của thành viên để bỏ thời gian vào việc giết lũ ma kia, nên lũ gián điệp Sanju vừa bắn chết kia tính gửi tất cả các thông tin bao gồm cả vị trí của Phạm Thiên lên đường mạng riêng của cảnh sát và thông báo cho bọn cảnh sát biết. Sếp mà cũng biết lo cảnh sát nữa hả? Lạ đời ghê. Nếu để lộ căn cứ thì bọn cảnh sát sẽ tìm tới, chúng nó sẽ nghiên cứu ra mọi cách để bắt giam chúng ta. Bọn cảnh sát đó không để yên cho những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm như chúng ta đâu, mày nên biết điều đó, bởi công việc hàng ngày của chúng ta là những công việc bẩn thỉu. Về sức mạnh có lẽ hơn, nhưng vẫn không nên để lộ căn cứ của chúng ta thì hơn. Đừng xem nhẹ vấn đề. Thôi được rồi, sếp tính toán kỹ càng quá rồi đó. Sanju, vậy được rồi, tới giúp thằng Rang và cô nôi thôi. Chỗ này sao? Tao không ngờ ở trên ngọn núi này lại có một căn biệt thự bỏ hoang xây trên cao như vậy đấy. Mà thưa sếp, trong tay chúng ta hiện không có gì ngoài súng, rồi giúp thằng Rang và cô nôi kiểu gì đây? Chúng nó hẳn đã lấy được lá bùa rồi. Tới giờ này mà xe vẫn đậu ở ngoài kia, vậy tức là tụi nó vẫn chưa tiêu diệt lũ ma xong đâu. Là thật nhỉ, chỉ cần bọc lá bùa rồi bắn vào lũ ma đó theo lời sếp kể thì cũng nhanh thôi mà đúng không? Chúng nó không mất thời gian vào mấy việc vô bổ đâu. Nếu thực sự giờ vẫn chưa xong thì có khả năng rằng là chúng nó đang gặp một sự cố nào đó, ví dụ như con ma giả dạng vẫn còn sống. Nếu nó còn sống tức là bọn thằng Rang phải tìm thêm lá bùa đen để tiêu diệt nó nữa. Hả, cái gì đây? Sao thế Mai Kỳ? Cái này có phải là lá bùa không? Ồ đúng rồi, đây là một cái lá bùa vàng. Lá bùa này dùng để tiêu diệt lũ ma ăn thịt, nhưng sao nó lại rơi ở đây nhỉ? Tao nghĩ tao sẽ cần tới nó. Ngài làm gì thế sếp? Bọc sẵn lá bùa vào trong viên đạn để lúc nào đó sẽ cần tới nó. Sếp đề phòng quá rồi đó. Tao nghĩ đây là lá bùa cô nôi và Rang đã làm rơi. Nếu thiếu một cái cũng rất nguy hiểm. Được rồi, đi tiếp thôi. Ủa, tao thấy đây cũng chỉ là một tầng nhầm nhỏ bình thường với mấy chai rượu sake thôi, có gì đặc biệt nữa đâu. Đúng rồi, cũng không có gì đặc biệt, nhưng những thứ rượu này anh em tao đã cẩn thận bảo quản nó. Mỗi lần tâm trạng không thoải mái hoặc vừa đi làm nhiệm vụ về thì uống. Thông thường Phạm Thiên có bữa ăn lớn, anh em tao cũng mang những chai rượu này lên mời chúng mày. À ra là vậy,
trước hình như chúng mày cũng mang lên vài lần. Đúng là người ro phong di có khác, ăn chơi rượu chè phải nói là số một. Mày đừng quên anh em tao đã và đang cai quản ro phong di, chả qua tụi tao gia nhập Phạm Thiên nên mới lên trung tâm Tokyo. Mà con ma kia liệu nó biết chúng ta ở đây không? Tầng hầm này ở đằng sau tủ quần áo của tao, tao nghĩ khả năng nó tìm thấy có vẻ cũng không cao. Nếu nó tìm thấy chúng ta thì coi như chúng ta chết vì trong tay không có gì đánh bại được nó cả. Tao thấy móng tay nó dài với chạy nhanh lắm mày. Thì ra nó đã tính tấn công tạo bằng móng tay. Chỉ hy vọng anh hai và cô nôi an toàn. Tụi nó có lá bùa nên không sao đâu, sao ở đây là tay không nhự chúng ta nè. Tốt nhất nên giữ im lặng để giữ an toàn. Mong nó không phát hiện ra chúng ta. Thì ra chúng mày ở đây. Hạ cái gì chứ? Sao nó mò xuống đây được? Chết tiệt, giờ phải làm sao đây? Tao đã cố tìm chìa khóa để mở phòng mày một cách yên tĩnh rồi tiêu diệt mày nhưng tìm mãi không thấy. Phá cửa phòng mày là một hành động sai trái. Tao rất xin lỗi mày vì điều đó. Mày có ổn không đấy Rang? Còn kéo nổi dây không? Tao vẫn kéo được, không sao đâu. Chết tiệt, tại sao mình chém vào tay nó nhiều như thế nó vẫn không buông mình ra? Đáng ghét, mình sắp tan biến luôn rồi. Nếu mình mà tan biến thì toàn bộ sẽ biến mất hết. Chết tiệt, tất cả là tại cái lá bùa này. Đáng ra ngay từ đầu mình nên giết chết lão già kia trước khi giết thằng cháu thì tốt biết mấy. Hả? Nó vừa nói là toàn bộ sẽ biến mất hết. Bộ chúng nó có liên kết với nhau sao? Nếu cứ chảy máu ra thế này mình sẽ không cầm nổi dây mất. Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi là con ma tan biến rồi vậy mà. Sao ánh sáng lòe loẹt thế này? Bộ đang đốt nhà hả? Ta keo mì. Có cả Sang Du nữa sao? Tại sao chúng mày lại ở đây? Bọn tao tới giúp chúng mày một tay thôi, tại bọn tao cũng vừa làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Ủa, sếp cũng ở đây sao? Tất nhiên rồi, bọn tao đi chung cùng nhau mà. Oh my god, chúng mày tới thật đúng lúc, kéo dây hộ tao với tao đau tay quá, sắp chết luôn rồi. Tay mày bị sao đấy Rang? Cả mặt mày nữa. Tao bị con ma tấn công ấy mà, mệt không chịu được. Con ma này coi bộ cũng ghê đấy nhỉ. Liệu phần tay có bị chém vào động mạch không đấy? Chém nào đó tao chả chết từ lâu rồi, tao để nguyên bàn tay để buộc sợi dây nên là an toàn, nó chỉ chém vào ngón tay là nhiều thôi. À ra là vậy. Ủa mà tao có nhìn nhầm không? Cái người đang bị đốt cháy kia chẳng phải là cô nôi à? Là con ma giả dạng thành cô nôi đó ông nội. À thế hả, may quá, tưởng già rồi mắt mờ đi. Phải nói là sắp xuống bộ rồi mới đúng. Mày nói thế mà nghe được hả Haruchiro? Tao là anh trai mày đấy. Hả, mày là anh trai tao á? Tao không hề nhớ có vụ này. Chết rồi. Này Rin đâu, mày không sao chứ? Tao không sao, con ma này nhanh quá, tao còn không kịp né. Từ nãy tới giờ nó cứ nhắm vào mày, hình như nó đang muốn giết chết mày trước ấy. Vốn lại, mình nhảy vào đánh thì nó cứ đá ra. Rốt cuộc thì từ nãy tới giờ nó chỉ nhắm vào mỗi mình Rin đâu. Chết rồi. Vết thương đang bong ra. Bị đâm rồi, chết tiệt. Mày đi chết đi con ma kia. Còn tao ở đây mà mày quên rồi à con ma này. Tại sao mày cứ nhắm vào Rin đâu mãi thế? Nó đang bị bệnh mà. Mày chỉ biết nhắm vào đối tượng yếu thế hơn thôi à. Chúng mày đúng là lũ hèn hạ, hay là mày khinh thường tao? Mày khinh tao thì đó là sai lầm lớn của mày rồi đấy. Ủa, con ma đâu rồi? Rõ là nó đang đánh nhau với mình cơ mà. Không lẽ nào nó có sờ kêu dịch chuyển hả ta? Ủa Rin đâu? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Mày muốn tao chết tới nỗi vậy hả Moji? À không, tại vì nãy tao thấy con ma đâm mày sâu lắm mà. Tao cũng nghĩ mình đã chết rồi nhưng không hiểu sao tự nhiên đứng dậy được và phát hiện vết đâm bị biến mất luôn rồi. Hả? Nó đâm sâu vậy mà biến mất được á? Vô lý thế mày,
có thể là do con ma đó biến mất nên vết thương của tao mới biến mất. Tại sao mày lại nhìn tao? Mày làm cái gì vậy Moji? Ơ không thấy vết đâm thật này. Quái nào lại lạ thế nhỉ? Hay mày là ma đấy? Mày lại làm gì nữa vậy? Tao sờ xem có thấy cái vòng trên đầu mày không ấy mà. Tao chưa có chết đâu yên tâm. Nhưng dù vết thương có biến mất nhưng tao vẫn cảm thấy chóng mặt vì mất nhiều máu. Ủa vết thương của mày bị rách ra rồi kìa Rindo. Ủa, vết thương này vẫn còn sao? Vậy phiền mày băng bó lại giùm tao với. Được rồi. Cuối cùng nó cũng tan biến rồi. Kéo mà muốn rụng cả tay. Ủa vết thương của tao do con ma giả dạng tấn công bị biến mất luôn rồi. Ủa gì lạ vậy? Chắc có lẽ khi nó biến mất thì vết thương do nó để lại cũng biến mất. May quá, mình sẽ không bị mất vẻ đẹp trai do vết thương đó nữa rồi. Được rồi, đã tiêu diệt xong hết. Mặc dù lá bùa có ít hơn chúng nó nhưng bọc lá bùa vào đạn rồi bắn vào chúng nó. Do chúng nó di chuyển khá gần nhau nên bắn một viên đạn đã trúng được nhiều con khác ngay sau nó. Ủa mà tao đang thắc mắc sao chúng mày không bọc lá bùa đen vào viên đạn rồi bắn vào con ma giả dạng như cách mày làm với con ma ăn thịt cho nhanh. Không được đâu. Lá bùa đen và lá bùa vàng khác nhau. Lá bùa đen không phải là loại giấy mỏng có thể dễ dàng vo tròn lại như lá bùa vàng. Loại giấy từ lá bùa đen rất cứng. Nó giống như là nhựa mỏng vậy. Ồ thì ra là vậy. Thực ra tao cũng tính dán nó vào kiếm hoặc một cái cây để đâm vào con ma nhưng mà chắc chắn con ma có thể dùng tay để rút thanh kiếm hoặc cây gậy ra vì vị trí đó không có dán bùa. Tiêu diệt nó xong rồi thì về nhà thôi. Ok sếp. Nhưng mà tao nghĩ tao nên về nhà nhanh vì con ma giả dạng thứ hai đang ở trong căn cứ. Hả? Ở trong căn cứ? Đúng rồi. Mặc dù có Moji nhưng thật sự tao vẫn chưa thấy an tâm. Không cần về đâu Rang. Thực ra trước khi con ma giả dạng tan biến tao có thấy nó nói rằng nếu nó biến mất thì mọi thứ cũng biến mất hết. Tao nghĩ đối tượng nó nói ở đây là con ma giả dạng còn lại. À vậy thì may quá. Đói ghê, giờ cũng gần 5 giờ sáng rồi. Tao muốn về ăn thứ gì đó. Tao cũng vậy. Ủa có chuyện gì sao Mikey? Tao thấy mày đang nhìn về hướng đó từ nãy tới giờ. À không có gì đâu. Một con ma ăn thịt. Nhưng tại sao? Chúng ta đã tiêu diệt hết rồi mà. Tao nghĩ là lúc Sanju, Rindo và Kokonoi chạy ra khỏi căn biệt thự thì con ma này đã không ở căn biệt thự mà lẩn trốn gần đây. Mà rõ là hết lá bùa vàng rồi mà sao ngài lại còn mà tấn công nó thế sếp? Thực ra lúc trên đường đi tới căn biệt thự giúp hai đứa mày, tao thấy lá bùa này rơi ra ở trên đường nên tao đã lấy nó để bọc vào viên đạn. Quả nhiên là nó có ích. Tao đang thắc mắc liệu rằng còn con ma nào xung quanh đây nữa không? Tôi nghĩ chắc không còn đâu tại bọn ma này luôn tấn công theo bầy mà. Mấy con ma ăn thịt này ngu lắm. Không thông minh như hai con ma giả dạng đâu. Ừ mày nói cũng phải. Anh mua xong rồi nè Rindo. Cùng về đưa cho Kakujo thôi. Vâng anh. Tay em đỡ chưa? Tình trạng bệnh nữa. Tay em đỡ nhiều rồi. Cơn sốt cũng không còn nữa. Vậy thì may quá. Vậy tính ra Kokonoi chữa trị bệnh tình cũng giỏi ghê ta. Lát phải về cảm ơn lấy một câu mới được. Nhưng ước gì vết thương do con ma ăn thịt có thể biến mất được như con ma giả dạng thì tốt biết mấy. Mà tới giờ anh vẫn không hiểu vì sao bà bán bùa có thể biết được con ma giả dạng đó sợ cái bột màu hồng đó mà chế tạo ra tiêu diệt nó nhỉ. Những lá bùa khác cũng vậy. Những người chơi hệ tâm linh hiểu rất rõ về điều này và chế tạo ra chúng. Vậy sao? Hoặc cũng có thể là do con ma giả dạng giết thằng cháu của bà ta trước. Vết thương con ma để lại có thể biến mất được vậy tức là chắc chắn khi chém người ta thì vết thương đã bị nhiễm một thứ gì đó từ móng tay của con ma giả dạng. Có thể khi chém, ngón tay của thằng cháu hoặc thứ gì đó trên cơ thể bị văng ra và còn sót lại khi con ma giả dạng đi mất. Bà bán bùa đã lấy thứ đó về để nghiên cứu ra cách để giết được con ma.
Ồ ra là vậy ư, khó thế cũng nghĩ ra đúng là em trai của anh. Trời mưa rồi, mấy nay thời tiết xấu quá. Không sao, anh có mang theo ô đề phòng nè. Tại khi đi trên đường tới căn biệt thự cùng cô nôi, bọn anh thấy có gió thổi qua, anh nghĩ trời sẽ mưa nên đã cầm theo ô để đề phòng. Thì ra là như vậy. Thực ra ngay từ lúc con ma giả dạng anh không che ô cho em ở trên căn biệt thự, em cũng biết đó không phải anh rồi. Lúc đó em có xin phép về rồi tính bảo cô nôi và sang du theo, nhưng mà cô nôi đã phát hiện ra trước. Ồ vậy sao? Tất nhiên là em phải biết rồi, nó giả dạng thì làm sao mà đẹp trai bằng anh được, ha 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 ha. Tại vì từ nhỏ tới giờ lúc nào em không mang theo ô che mưa anh cũng che mưa cho em mà, anh mà không che thì đúng là không phải anh rồi. Cho dù chiếc ô đó có bé như thế nào, em để ý tới từng hành động của anh ở quá khứ tới giờ luôn sao Rindo? Ồ vâng, đó là tất nhiên rồi, anh đã chăm sóc em từ bé tới giờ mà, không để ý mới thấy lạ đấy. Mà thôi đi nhanh lên, anh Kakucho và mọi người đang chờ chúng ta ở nhà kìa. À ừ đúng rồi, mãi nói chuyện quá anh quên mất luôn. Chúng mày đi mua nguyên liệu thôi mà lâu thế. À tao xin lỗi, tại trời đột nhiên mưa nên gặp chút khó khăn. Của mày nè Kakucho. Ừ mày cứ để đấy đi. Sao chúng mày không đặt đồ ăn cho nhanh, đi mua làm gì cho mất công. Bọn tao thích ăn đồ ăn của Kakucho tự tay nấu hơn, nên dù có đi xa mua nguyên liệu về cũng được. Chúng mày cũng lộn xộn quá, nhưng nói vậy thôi tao cũng thích những món ăn do chính tay Kakucho nấu. Nó thích sự rất hấp dẫn. Để anh xuống lấy rượu nhé Rindo. Ơ khoan đã anh. Rượu của mình, chuyện này là sao? À tại lúc con ma giả dạng đuổi em và Mochi, em đã trốn ở dưới đây nhưng nó vẫn phát hiện ra, thế là bọn em đã đánh nhau ở dưới này nên là... Này cô nôi, mày có rảnh không? Mày nhìn mà không biết hả Sanju? Thực ra tao tính nhờ mày làm giùm tao nữa, tại mai tao lại có nhiệm vụ khác phải đi xa rồi. Việc gì cũng đổ hết lên đầu tao, chúng mày giết tao luôn đi. Tại mày cũng chỉ làm việc máy tính thôi mà có cần đi đâu xa đâu, làm giúp tao nha. Thôi được rồi, miễn là có trả phí. Bọn tao mang rượu lên rồi đây. Ủa thằng Rang bị làm sao vậy Rindo? À không có gì đâu. Mày đừng bận tâm ha. Cũng khuya rồi mà sếp vẫn còn thức sao? Tao thấy đói nên muốn ăn chút bánh cá thôi. Còn tôi thì không ngủ được. Sếp này, bọn phản bội kia tại sao biết được căn cứ của chúng ta mà đột nhập vào thế sếp? Trước đó bọn tao có đánh bại chúng nó nhưng để tha thứ nên đã cho gia nhập Phạm Thiên. Yên tâm đi, nó chưa công khai gì về vị trí căn cứ của chúng ta đâu. Vậy sao? Mà Kakucho này, mày vốn dĩ không thích việc tụ tập băng đảng đúng không? Ở quá khứ mày tham gia vào Thiên Trúc chỉ là do có anh Izana. Vậy tại sao mày lại quyết định gia nhập Phạm Thiên? Đây là câu trả lời bí mật, tôi không muốn nói thưa sếp. Thôi được rồi tao hiểu. Mày cũng nên đi ngủ sớm đi. Lý do mình gia nhập Phạm Thiên sao? Đó thực sự là gì nhỉ?